Đó là câu chuyện đắng lòng của cô Isabella, người Mỹ. Trước khi đưa laptop cho con gái chơi, Isabella đang mở một nội thất trong Amazon để xem. Khi cô con gái Raina liên tục, mẹ ơi, laptop, mẹ ơi, laptop, Isabella đưa luôn cho con. Bé Raina vô tình đặt hàng trên Amazon khi nghịch laptop của mẹ. Bà mẹ hai con không hề hay biết gì cho tới khi nhân viên của hãng Amazon báo cáo món đồ đang trên đường về nhà cô. Khi chiếm được tin báo chiếc ghế sofa mà cô đặt đang trên đường tới nhà, Isabella sốc vì tưởng mình mua đồ trong khi ngủ. Isabella nhớ trước khi đưa laptop cho con, cô không hề nhấp vào nút mua sản phẩm nào, vậy thì thủ phạm chỉ có thể là cô con gái 2 tuổi Raina khi nghịch laptop của mẹ. Isabella ngay lập tức tìm cách hủy đơn hàng, nhưng đã muộn bởi ghế đã được chở tới ngay cổng nhà cô lúc đó. Không còn cách nào khác, cô đành phải rao bán lại và chấp nhận lỗ. Cô nhỏ nhắn háo hức chạy ra xem món hàng mình đặt trên mạng đã được đem tới nhà. May mắn là khi biết sự việc, Amazon đã cho cô hoàn lại tiền toàn vẹn, thậm chí còn cho phép cô giữ lại món hàng hoặc tặng nó cho bất cứ ai. Hãng này cũng báo cáo để đảm bảo không có lần đặt hàng dở khóc dở mỉm cười tái diễn một lần nữa, họ đã vô hiệu hóa tính năng nhấp một lần khi mua hàng trên tài khoản của cô. Câu chuyện của Isabella nhằm cảnh tỉnh cho những ông bố bà mẹ hay đưa laptop cho con dùng, hãy chắc chắn tất cả các ứng dụng trên laptop được đóng trước khi đưa cho con, mật khẩu mở bất cứ ứng dụng nào cũng nên dùng vân tay bởi vì trẻ em thông minh hơn bạn tưởng, Isabella nói. Hơn nữa đây cũng là bài học cho bố mẹ về tác hại của laptop khi cho con trẻ sử dụng. Ngoài những tác động không tốt tới mắt, thì nó còn có thể gây ra thiệt hại tài chính như trên. Tốt hơn hết, với trẻ em lứa tuổi nhi đồng không nên dùng laptop thông minh, các vũ trang điện tử khác như iPad, máy tính, TV. Thậm chí cả các bạn ở tuổi thiếu niên cũng nên hạn chế sử dụng các vũ trang nói trên. Ở lứa tuổi từ 2-6, dùng laptop thông minh nhiều sẽ khiến nhỏ nhắn coi đó là một thói quen không thể thiếu, gây ra chứng nghiện laptop, ảnh hưởng xấu tới thị lực của nhỏ nhắn. Ở tuổi đi học từ 6 tuổi đến thiếu niên, dùng smartphone còn làm chúng mất tập trung, không còn thời gian học tập. Dùng laptop nhiều cũng khiến con bị căng thẳng và dễ gây ra mệt mỏi, không còn sức để vui chơi, học tập nữa chưa thể. Khi dùng smartphone, con bạn sẽ rơi vào một nhân loại ảo đầy hỗn loạn và khó kiểm soát với vô số những gian nguy khó lường. Tác hại của smartphone là cực kỳ to lớn, vậy nên khi trẻ còn nhỏ, nhất định bố mẹ không cho con chạm tới laptop, máy tính. Khi con ở tuổi đi học, càng hạn chế được bao nhiêu càng tốt. Bố mẹ nên tâm sự giảng giải cho con về tác hại của laptop cũng như có biện pháp hợp lý trong việc sử dụng laptop như khống chế thời gian sử dụng một ngày tối đa một tiếng, giúp con hứng thú với những hoạt động thể thao vào những lúc thông thả rỗi để vừa nâng cao sức khỏe thể chất vừa không trở thành quân lính của laptop.